xử phạt 8,25 triệu đồng U60 điều khiển xe máy như lên đồng. Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra quyết định xử phạt ông C với các lỗi buông cả hai tay khi điều khiển xe, không đội mũ bảo hiểm. Ngày 20 tháng 5, Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt người đàn ông điều khiển xe máy buông cả hai tay gây xôn xao trên mạng xã hội. Trước đó, ngày 18 tháng 5, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một người đàn ông trung niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, buông cả hai tay khi điều khiển xe trên đường Đỗ Nhuận thuộc địa phận phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm. Clip sau khi đăng tải đã khiến nhiều người dân bức xúc trước hành vi vi phạm giao thông của người đàn ông trên. Ngay sau đó, Công an quận Bắc Từ Liêm đã tiến hành rà soát và triệu tập người điều khiển xe trong clip nói trên là DBC, sinh năm 1958, trú tại Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, lên làm việc. Tại cơ quan công an, ông C đã thừa nhận hành vi vi phạm như trong clip, bản thân ông đã nhận thức được lỗi của mình và cam kết không tái phạm. Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra quyết định xử phạt ông C với các lỗi buông cả hai tay khi điều khiển xe, không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe tham gia giao thông, không có giấy phép lái xe. Theo Nghị định 100/2019/ND-CP của Chính phủ thì tổng mức phạt đối với các lỗi trên là 8,25 triệu.